Chào các bạn, hôm nay mình đến Hội An, mình thuê một chiếc xích lô. Bây giờ nhờ anh xích lô chở đi một vòng chơi. Hội An thì bây giờ là tất cả là phút của mình là không có tiếng động cơ đâu nha. Bây giờ 3 giờ chiều, bây giờ đường nó đông quá, cho nên là từ 3 giờ cho tới 9 rưỡi tối là tất cả tiếng động cơ là không được đi trong phút cổ này. Rồi. Pip. Đi xích lô Hội An là không đi lưu hành trong phút cổ là không được chung chung. Rồi. Rồi nữa, những đầu viên nào không được hút thuốc trên xe, những đầu viên nào hút thuốc sẽ xử lý phạt một ngày. Mời lao động. Đó là cái quy định của Năm nay tôi thấy là cái sông này quá đông người vào, mở trời rộng thêm bên kia nữa phải không anh? Dạ không, hắn có chừng này thôi quá. Ở mấy anh kia? Bên kia là đây cái này thôi, nó nấu dài, còn bên kia là nó bồi rồi. À là mới làm phải không? Dạ. À bên kia là mới, dạ, còn bên đây mới là cổ, dạ. Bên kia đó là mới. Bên kia là khu phố mới đó. À bên kia sông là mới. À. Rồi rồi ở đây có cái gì hấp dẫn đặc biệt? Nếu gì hấp dẫn là ăn uống hay gì bác ạ? Ăn uống thì chủ yếu những cái món ăn đặc sản của người Tàu như câu lầu, bánh bao, bánh quạt, bánh khách. Còn nước mì quảng thì nó quá bình thường của mình rồi. Đấy là những món ăn là của người Tàu. Bên này là đây là cổ cách đây hồi bao nhiêu năm anh? Dạ cái này là nó có từ cái kỷ 16-17 rồi. À mà hai cô chú á, nếu không đi cái tới đó thì dùng, nếu mà đi vòng ba đường phố á, cháu sẽ giới thiệu hết ba đường phố. Bây giờ đi một vòng ba đường phố vậy là bao nhiêu tiền? Dạ, là 200 là nó có chừng rồi cô chú. Rồi 200 hả? Dạ. Ba đường phố. Dạ. Lại gặp gia đình rồi cái cháu sẽ chở đi cho. Rồi. Cho nó biết để cháu chơi giới thiệu luôn ba đường phố là. Rồi. Vậy gì tới Hội An đúng không? Rồi. Dạ, đây là nghiêm túc đó, không có lo gì mà bằng ngại. Nghĩa là niêm yết được, không ai được lên giá. Dạ, con chú mà có gần nó xa là họ đã chở đi có 2 người thông thường, 300. Đi vòng là 3 đường phố là 200. Rồi. Không có lên, không có xuống. Rồi, tối mình có những cái gì, có cái... Dạ, buổi tối là đêm là 7 giờ tối, là ngay cái bầy chùa, ngay trung tâm của là nó có những cái chơi dân gian hát bầy chòi ấy. Rồi. Còn đây là cái gì? Dạ cái này là cái chợ đêm mà nãy gia đình mình điện tới đây. Rồi lại giới thiệu xong là mình đi vòng phố không? Cầu qua sông Hội An đang bắt mà đã cho đi rồi. Quá nhiều. Bây giờ đi thuyền hả? Rồi ok. Là mình đi xích lô một vòng rồi bây giờ mình xuống thuyền đi một vòng với sông. Tham quan sông ở Hội An. Lên chị. Đó, bây giờ đoàn mình mướn một chiếc thuyền này bao nhiêu vậy Vũ? 30.000 một người. Cứ tính người mà nhân lên. Đi thời gian bao lâu? 30 phút hả? 30 phút, 30.000 là 1 phút đó chứ cao lên. Rồi chúng ta lên thuyền thôi. Để đảm bảo an toàn cho trên chuyến hành du lịch thì chúng ta nên mặc áo phao đúng luật giao thông và giữ gìn an toàn cho mọi thành viên trong đoàn nha.
vào đẹp quá rồi. Chuyến du lịch đã hết, bây giờ lên và bắt đầu trời tối, đã lên đèn, thành phố Hội An đã lên đèn. Ô đẹp nè, mấy xuồng nhỏ 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 thuyền đẹp. Chuyến du lịch Hoa Hạ.